Chào tất cả mọi người, xin chào tất cả anh chị em. Kênh của mình là Hải Vlog TV. Nói chung là mình cũng mới đầu tay đầu chân thành lập kênh, cho nên cũng có nhiều cái bỡ ngỡ, cũng có nhiều cái nó cũng không được chu đáo lắm. Thì lời nói đầu tiên mình xin chúc tất cả mọi người, tất cả anh chị em một ngày tràn đầy niềm vui, một ngày thật là hạnh phúc. Thì cũng như thường lệ thì mình mỗi ngày mình ra một cái clip có với những chủ đề khác nhau, thì mọi người xem qua thì có gì thì đăng ký ủng hộ kênh giúp mình, và cũng có điều gì sai sót thì mọi người chỉ dẫn mình. Và sau đây là cái clip, thì xin mọi người hãy cùng nhau xem nha. Rồi, xin cảm ơn. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ cùng mọi người làm một cái món là gà hấp tỏi với nấm mèo. Thường thường người ta là gà hấp hành, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm cái gà hấp tỏi. Rồi, xin mời mọi người cùng làm nhé. Đây, gà nguyên con mình đã làm sạch hết rồi nha mọi người. Bây giờ mình chuẩn bị là ướp thôi. Còn đây là muối ớt để ướp gà nha. Mình ướp gà là ướp bằng muối ớt chứ không nên ướp nước mắm nữa. Còn đây là tỏi, tỏi mình đã lọc sẵn hết rồi, để lát nữa mình sẽ ướp với gà. Rồi, muối ớt mình sát đều lên gà, rồi mình đảo gà, trộn gà, là mình chà muối ớt lên cho nó thấm càng nhiều vào gà càng tốt nha. Rồi, tỏi cũng vậy, tỏi mình bỏ chung vào, và mình cũng ướp chung với gà luôn, mình trộn đều lại, trộn đều lại. Gà thì cũng nó cũng thấm muối ớt vào, và muối tỏi nó cũng thấm muối ớt vào. Thì mình ướp mình để khoảng 15 đến 20 phút là mình mới cho vào nồi hấp. Mình ướp gà cũng được 20 phút rồi. Bây giờ bắt đầu mình tiến hành là quá trình hấp gà ha. Đây là hành tây, mình cho thái ra lát ra, và mình cho một lớp mỏng ở dưới đáy nồi ha. Đó, là mình ở đây mình hấp là mình không cần đổ nước, chỉ lót một lớp của hành tây ở dưới thì nó sẽ tự tạo ra nước và nó sẽ có hơi là nó gà nó chín thôi, mình không cần đổ nước nha. Đó, trải đều một lớp hành tây ra dưới đáy nồi là được rồi. Sau khi mình lót cái lớp củ hành tây dưới đáy nồi xong thì mình cho gà vào nha. Rồi sắp gà ngay ngắn lại. Rồi sau đó mình sẽ cho tỏi. Tỏi cũng đã thấm hết rồi, mình cho rắc tỏi lên trên. Và các bạn lưu ý một điều là thế này nha. Là cái lúc mở gà, mình sẽ lấy mở gà mình thắng ra, chỉ mở gà thôi, không dùng dầu ăn, thắng ra mà mình dùng cái mở gà đó, mình thoa đều lên trên con gà để khi gà nó chín thì nó sẽ tạo ra cái màu vàng rất là đẹp và thơm nữa nha. Mở gà nó thơm đó. Đó, mở gà mình thắng, mình quét đều qua một lớp trên con gà. Quét đều lên nha. Rồi các bạn nha, tay mình sát trùng sạch rồi, không cần mang bàn tay đâu nha. Khi mình quét xong cái mỡ gà mình đã thắng á, quét lên ra rồi, giờ tỏi mình cũng cho lên một lớp ở trên ha, một lớp tỏi ở trên, đều lên, có tỏi cho hết vào trên.
Đấy, đều một lần. Quên nữa các bạn ơi, mình sẽ cho một ít rượu trắng nha, ít rượu trắng vào nha. Ít thôi không nhiều, nhiều thì nó nước sẽ loãng, nó gà nó nhão lắm. Ít rượu trắng xuống, thứ nhất là nó thơm và gà nó mềm nữa, có rượu thì gà hấp nó rất là thơm nha. Rồi mọi thứ đã hoàn tất, bây giờ là mình đậy nắp và cho lên bếp hấp thôi. Lúc ban đầu mình cho lửa lớn nha các bạn, lửa lớn để cho nước sôi lên, trong khi mà nó sôi lên một tí nó thấy mình thấy trên nắp mà nó có hơi đục rồi là mình sẽ hạ lửa xuống thấp để nó riu riu riu, không để lửa cao. Lửa cao nó sẽ chín ở ngoài nhiều nhưng mà ở trong nó còn sống nha. Rồi nãy giờ mình hấp cũng được 15 phút rồi. Bây giờ mình hạ lửa thấp xuống nha các bạn. Hạ thấp xuống cho nó riu riu, riu nó chín dần 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 dần. Nó không để nó chín lửa cao, chín gấp gáp quá. Thì bên ngoài thì nhão mà bên trong thì nó sẽ còn hồng đào. Đến lúc này gà hấp cũng được 25 phút rồi thì nó cũng hơi chín ở lớp ngoài rồi. Bây giờ mình cho một ít hành lá lên trên nè, một ít thôi không cần nhiều nha. Một ít hành lá lên trên nó sẽ gà nó sẽ thơm hơn, tại vì hành lá nó kết hợp với cái mùi rượu trắng lúc nãy thì gà nó rất là thơm thơm lắm. Và nhớ nha, một ít hành lá thôi không cần nhiều nữa nha. Vậy là sau 35 phút hấp thì gà đã chín nha, dở nắp ra thơm lắm luôn các bạn ơi. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức món gà hấp nha. Đúng rồi.
Ở gì hả? Nó đâu ăn da đâu. Nó đâu ăn da đâu ạ? Ủa nó ăn da gì đúng không? À, kìa má thua. Rồi cái ấy đại ở đây không quánh được đâu. Giờ nghiêm cấm tụ tập. Thì chừng nào ấy xong mình đó nghỉ mình bán này chả được. Quan trọng là lễ rồi đó chứ. Bỏ nhưng mà ăn biết mà làm lễ bái gì cho mọi ở ngoài. Thì khi nào cũng vậy. Trời tháng báo luôn. Hay gì chứ. Khi nào cũng vậy, về nhà nó không bán mình sao báo. Ngon quá. Nãy giờ ngồi ăn mà quên trong đây quá trời người, hàng triệu người luôn nè. Nhìn mình ăn làm trục quá. Không muốn hết ngon. Ngồi nói chuyện xe đó quên mất tiêu, nhớ lại chứ. Bớt cái mặt ra. Đầu rồi, anh mà chỉ nói cái mặt ra. Ngồi nói chuyện xe cái quên gây lại cái tình yêu quá rồi. Anh chở mà già rồi rụng răng hết rồi, thằng anh mềm mềm lắm rồi. Đừng tin nè. Em bắt hai cái tim rồi. Em bắt hai cái tim rồi. Cũng cái muối là bay mùi tỏi, nhiều cái tỏi hả? Thì muối ướp em hả? Không ăn cái đây đúng không? Lấy 4 món hải.